Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Theo quan sát và đúc kết của người xưa, trong mỗi gia đình hay dòng họ, cái giàu và cái nghèo không duy trì và kéo dài mãi. Vì vậy có câu nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một vài câu chuyện về ông Trần Trinh Trạch, từ cậu bé chăn trâu ở Đợ đến đại điền chủ giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, hay câu chuyện về John D. Rockefeller, từ cậu bé quần áo rách rưới, không được chụp chung ảnh tập thể với lớp, đến tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Ở họ đều có điểm chung là từ bàn tay trắng làm nên một gia sản đồ sộ. Nhưng chỉ vì một thứ khác nhau mà một bên giàu không quá ba họ, còn một bên thì đến nay đã giàu đến đời thứ bảy. Điểm khác biệt chính là phương pháp giáo dục trong gia đình. Nếu anh chị muốn tìm hiểu về cuộc đời và những bài học của ông Trần Trinh Trạch hay John D. Rockefeller thì chúng tôi có để link ở phần mô tả để anh chị tiện theo dõi. Trong một bài nói gần đây, chúng tôi có nói về cuộc đời và sự nghiệp của John D. Rockefeller, con của một gia đình di cư gốc Do Thái. Sự thành công của Rockefeller được ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục của người mẹ, đồng thời thêm một chút lanh lợi của người cha. Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ và trải qua bảy đời, gia tộc của ông vẫn rất hùng mạnh, vẫn chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế nước Mỹ ngày nay. Làm sao mà gia tộc Rockefeller có thể duy trì sự thịnh vượng qua nhiều đời đến như vậy? Có gì đặc biệt trong phương pháp giáo dục của họ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong hành trình ngày hôm nay nhé! Đến năm 2016, gia tộc Rockefeller đã bước sang đời thứ 7 và có tới 174 người thừa kế. Nhưng họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ với tổng giá trị xấp xỉ 11 tỷ đô la. Và đương nhiên, những điều này chỉ đang là phần nổi của tảng băng chìm. Có những tài sản của gia tộc Rockefeller không bao giờ được đưa ra ánh sáng, ví dụ như cổ phần tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, theo như lời đồn. Nhìn lại lịch sử của nước Mỹ, chúng ta sẽ thấy dấu chân của gia tộc Rockefeller ở khắp mọi nơi. Từ ngân hàng Chase JP Morgan đến trung tâm Rockefeller, từ quỹ từ thiện Rockefeller đến bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Đại học Rockefeller. Rất nhiều niềm vinh quang của nước Mỹ hiện nay đều do gia tộc Rockefeller tạo nên. Những thành viên của gia tộc này đều là những người rất giỏi giang, cháu trai cả. Nelson Rockefeller đã lập thành tích đáng kinh ngạc khi 4 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức thống đốc bang New York. Năm 1974, ông được Tổng thống Ford bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ. David Rockefeller là ông chủ của một ngân hàng lớn nổi tiếng. Những đóng góp của ông cho ngành ngân hàng đã đặt nền móng cho ngành thương nghiệp hiện đại và có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài chính thế giới. Lawrence Rockefeller, cháu trai thứ ba của John D. Rockefeller, là một tỷ phú, đồng thời cũng là một nhà lý luận về vấn đề quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Ông cũng là người tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại Mỹ. Trong một lần hiếm hoi trải lòng, David Rockefeller, cháu trai của John D. Rockefeller cho biết, lý do quan trọng khiến gia tộc có thể phát triển cho đến ngày nay và tồn tại lâu dài như thế là nhờ vào 5 phương châm gia đình. Chúng tạo nên một hệ thống giá trị hoàn chỉnh, giúp gia đình đoàn kết và duy trì được sự giàu có của gia tộc. 5 phương châm đó như sau. Phương châm số 1. Giữ gìn văn hóa gia đình. Dòng tộc Rockefeller rất coi trọng khái niệm gia đình, nhất là ngày nay. Gia tộc ngày càng lớn mạnh, số lượng thành viên đã lên đến hàng trăm. Họ chia thành các gia đình nhỏ sống ở khắp mọi nơi. Vì vậy, gia đình Rockefeller luôn tổ chức các hoạt động gia đình khác nhau để tăng sự tương tác và giao tiếp giữa các thành viên, nâng cao sự gắn kết gia đình và để truyền lại những giá trị cốt lõi.
hoạt động gia đình phổ biến nhất là họp mặt gia đình. David Rockefeller cho biết, chúng tôi gặp nhau 2 lần một năm. Thường là Zoom họp ở cùng một phòng và thưởng thức bữa trưa Giáng sinh với hơn 100 người. Ngoài ra, họ còn lập một diễn đàn gia đình. Các thành viên bắt đầu tham gia từ khi 21 tuổi. Tại buổi họp mặt, các thành viên trong gia đình được tự do trao đổi những vấn đề liên quan đến hướng phát triển kinh doanh, các ý tưởng mới trong dự án và bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc làm ăn hoặc các cột mốc quan trọng. Điều quan trọng nhất trong quá trình này thường không phải là thu được thông tin có giá trị, mà là làm cho mọi người cảm thấy rằng họ cũng là một phần của gia đình. Phương châm số 2, chọn bạn mà chơi. Ông John D. Rockefeller từng viết một bức thư cho con trai của mình. Trong thư, ông đã cảnh báo con không được kết giao với 2 loại người. Loại thứ nhất là những người hoàn toàn buông xuôi và bằng lòng với hiện tại. Loại thứ hai là những người không chịu đối đầu đến cùng với thử thách. Ông gọi 2 kiểu người này là khối u tư duy, rất dễ lây lan, và một khi tiếp xúc với 2 kiểu người này, bản thân sẽ trở nên tiêu cực và bi quan. Điều tồi tệ là 2 loại người này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Họ không những bi quan, thích sống an phận, mà còn làm nhụt chí tiến thủ của người khác. Người nói con không thể làm được là người cả đời không thể thành công, ông nói. Những người thật sự mạnh mẽ, những người thật sự xứng đáng để chúng ta kết bạn là những người khuyên chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn, tự khiêu chiến với bản thân và đưa ra được những ý kiến tích cực. Vì vậy, Rockefeller dặn dò con trai phải thường xuyên tiếp xúc với những người thành công, có chí cầu tiến. Có như vậy, bản thân mới có tham vọng và dám hành động để thành công. Phương châm số 3, cho con năng lực tự thân để trưởng thành và sống sót. Ngay từ thế hệ đầu tiên, John D. Rockefeller thường xuyên cho con cháu những giá trị của sự siêng năng và tiết kiệm để tránh cho lũ trẻ biết rằng chúng đang sở hữu một gia tài khổng lồ. Ông không cho phép các con đặt chân tới đế chế dầu mỏ của mình trước khi họ trưởng thành. Tài sản nhiều đến mấy cũng không thể chịu được sự phung phí. Gia tộc Rockefeller hiểu rõ điều này nên luôn duy trì quy cách truyền thống của ông cha trong việc giáo dục các thế hệ sau. Các thiếu niên trẻ tuổi của dòng họ đều không được tiếp xúc với nguồn tư bản dồi dào của gia đình mà phải tự lực cánh sinh, kiếm tiền bằng chính khả năng của bản thân. Gia đình Rockefeller thực hiện kinh tế thị trường ảo. Những đứa con nào cũng cần phải làm việc cho gia đình để kiếm được số tiền tiêu vặt tương ứng. Muốn được bao nhiêu tiền thì tự mình phải đi kiếm lấy, xới đất, cắt cỏ, dọn dẹp. Tất cả các công việc nhà đều có thù lao rõ ràng và chỉ khi họ làm tốt, họ mới có thể nhận được thù lao tương ứng. Trong trang viên Rockefeller cổ có tới 107 phòng và nhân viên phục vụ ở khắp mọi nơi. David Rockefeller, cháu trai của John D. Rockefeller, người có ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn thế giới sau này, đã từng phải nhổ cỏ bằng tay và mỗi đám cỏ có giá 1 xu. Nghe nói lúc ông mới 7 tuổi, ông đã mất 8 giờ đồng hồ để quét sạch 3.400 mẫu anh lá rụng, tương đương với khoảng 13,8 km². Gia đình Rockefeller tin rằng tất cả sự cao quý và danh dự phải được do chính tay mình tạo ra thì sự cao quý và danh dự đó mới có thể tồn tại lâu dài. Và chỉ khi tới tuổi 21, họ mới được làm lễ trưởng thành và chính thức trở thành một thành viên Rockefeller. Phương châm số 4, tiết kiệm là nền tảng của việc tạo ra của cải. Dù Rockefeller giàu có nhất thế giới, nhưng sự cần cù và tiết kiệm lại là phương pháp giáo dục bất biến của gia đình. Ông đã hình thành một thói quen tốt là không chi tiêu một cách ngẫu nhiên và không bao giờ để con cái của mình tiêu xài bừa bãi. Cả đời ông sống thanh đạm và kỹ tính với đồng tiền. Ông muốn từng xu được tiêu đi đều có ý nghĩa và ông cũng yêu cầu con cái phải như vậy. Khi John Rockefeller III còn là một đứa trẻ, ông và cha mình đã ký những hợp đồng 3 chương và xây dựng một quy tắc sử dụng tiền tiêu vặt rõ ràng. Ông đưa con tiền tiêu vặt 1 đô và 50 xu trong một tuần và tối đa không quá 2 đô trong một tuần. Bên cạnh đó, ông kiểm tra tiền tiêu của con hàng tuần để ghi lại chi tiêu cụ thể và nếu sử dụng không đúng cách
tháng sau số tiền tiêu vặt sẽ bị giảm đi. Tương tự khi David Rockefeller 16 tuổi, cậu bé đã hình thành thói quen ghi chép các khoản chi tiêu. Mỗi đồng tiền chi tiêu đều được ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thói quen này được duy trì ngay cả khi ông đã xử lý những món tiền trên dưới vài triệu đô mỗi ngày. Johnny Rockefeller luôn ghi nhớ bí quyết tiết kiệm mà mẹ ông đã dặn. Những thứ cần tiêu thì nên tiêu, và những thứ không cần tiêu thì hãy đặt nó ở nơi có thể sinh lời. Đây đã trở thành nguyên tắc kinh doanh nhất quán của ông ấy. Hãy khiến cho từng xu đều đáng giá. Lãng phí tiền bạc và sống xa hoa là những điều ngu ngốc mà ta không được làm. Phương châm số 5, luôn cho đi. Chất keo mạnh mẽ nhất để duy trì sự đoàn kết của gia đình Rockefeller chính là những giá trị gia đình thống nhất. Điều này được thể hiện qua những hoạt động từ thiện. John D. Rockefeller khuyến khích việc tạo ra của cải, nhưng đồng thời ông cũng tin rằng người giàu có chỉ là người phó thác của cải mà thôi. Triết lý giáo dục và kinh doanh của gia tộc Rockefeller chính là sự giàu có của gia tộc Rockefeller là do Chúa ban tặng và gia đình ta chỉ là người quản gia giữ lấy sự giàu có này. Ngày nay, gia tộc Rockefeller sở hữu nhiều quỹ gia đình với tổng giá trị hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Các thành viên trong gia đình được khuyến khích tham gia vào các hội quỹ. Nhờ vậy mà các thành viên luôn duy trì được giá trị cốt lõi và thống nhất. Mọi quyền lực đều là trách nhiệm, mọi thời cơ đều là nghĩa vụ. Một góc nhìn khác về vấn đề này, đó chính là tạo ra sự khiêm tốn trong thế hệ người nhà Rockefeller. Chính thái độ cho đi này khiến cho tài sản của họ không bị soi xét quá nhiều, và họ cũng không bị chú trọng vào sự khoe mẽ. Đồng thời cũng giúp cho thế hệ sau nỗ lực và cố gắng hơn. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Holbrooke từng nhận xét, trong lịch sử nước Mỹ, không có gia tộc nào khiêm nhường và có trách nhiệm như Rockefeller. Như vậy, AZ Fin đã cùng anh chị đi qua 5 phương châm dạy con của gia tộc Rockefeller. Đây chính là những bí quyết để giữ gìn sự nghiệp trong 7 thế hệ qua. Xem xét về cách dạy con trong gia đình Rockefeller, ta mới nhận thấy rằng sự giáo dục quan trọng đến nhường nào. Phải chi ông Trần Trinh Trạch biết biến sự yêu thương chiều chuộng con thành những bài học và sự kỷ luật, thì có lẽ cậu Ba Huy sẽ không nhụt chí, ỷ lại, sinh thói tiêu hoang, phá gia trí tử như vậy. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZ Fin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.